cái phía này là phía này nó cái phía này nó ít đắng, ánh nắng nên là nó ít rác đúng không chú Miền? Đằng kia nó nhiều ánh nắng. Nhiều ánh nắng là nó ít rác, còn là phía cuối mặt trời là bao giờ là nó cũng đầy rác. À vậy vậy là cái phía này là phía này là nó ít ánh nắng này, nó trong râm trong mát này các bác nên là nó nhiều rác hơn này. Còn phía này là nhiều ánh nắng thì nó ít rác. Vậy thì vào đơn luôn đúng không? Mình có hai tấm này là cho xong ha, xong đơn luôn. Đủ đúng không? Tấm này dày mười mấy đúng không? Đây là ghi rõ là ghi là khi dạy ra đây bàn, đằng nào mình cũng xẻ mấy tấm kia mà. Bàn ăn là bây giờ mình tính là bây giờ ghi là dài 6 mét luôn. À không, không 6. Đâu đâu không có 6 mét, cái hàng này không có 6 mét. Bây giờ mình dài bàn ăn là ghi là 2m8 đi. À 3 mét. Thì 3 mét. 3 mét lại 1.
chuẩn bị cẩu ra xem cây thứ hai các bạn. Cắt cây này ra. Ôi, tim cũng đẹp lắm. Đấy. Tim con kiến. Cây này xanh hơn cây kia. Ồ, cũng vẫn giống dòng đấy. Vẫn giống chất đấy. Thế được. Bây giờ gốc này đi thằng ơi. Đủ nói hơn nữa. Tim này không ngược với tim hai tim nó ngược nhau rồi. Quan trọng tim đằng trong là thế nào nữa. Tim này nó ngược nhau ở đây này. Được rồi, quay đi. Khúc này không hơi căng. Đằng này thì nó lại phá tim, nó lại xé chiều này. Vậy mình chắc chắn mình phải xẻ theo chiều này rồi. Xẻ theo chiều này, tim ngoài kia nó cũng phá nữa. Cũng vẫn được, tạm được. Không đến mức. Cây này thì không được đẹp như cây kia rồi. Khúc này không được đẹp như khúc kia. Thôi dùng tạm. Dùng tạm thôi các bác ạ. Ok. Cái phía này nó ít đắng, ánh nắng nên nó ít rác đúng không chú Miền? Đằng kia nó nhiều ánh nắng. Nhiều ánh nắng là nó ít rác, còn là phía cuối mặt trời là bao giờ là nó cũng đầy rác. À vậy là cái phía này là phía này là nó ít ánh nắng này, nó trong râm trong mát này các bác, nên là nó nhiều rác hơn này. Còn phía này là nhiều ánh nắng thì nó ít rác.
trời quá đẹp luôn các bạn ạ.